cuộc sống như những con sóng. Lúc dữ dội, khi bình yên. Không sợ hãi, đầy đam mê. Bạn bước đến, nắm lấy, tin tưởng, sẻ chia. Cùng chúng tôi tạo nên cuộc sống tươi đẹp. PTI, người bạn đích thực. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và tuần này thì chúng ta hãy cùng đến với trận cầu cũng được coi là tâm điểm của vòng 1/8 World Cup 2018. Trận đấu giữa Brazil và Mexico. Đây là trận đấu được kỳ vọng sẽ rất đẹp mắt bởi sự xuất sắc của dàn sao đến từ khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên tôi không cho rằng như vậy, bởi vì gần đây thì hai đội đã có thay đổi quá nhiều về mặt chiến thuật. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của cả hai đội. Thưa quý vị, bên phía Brazil thì họ vẫn giữ nguyên bộ khung đã đem về cho họ những chiến thắng trong thời gian gần đây. Trên hàng công, tiền đạo cắm duy nhất vẫn là Gabriel Jesus, và xung quanh anh sẽ là các vệ tinh Coutinho, Neymar và Willian. Ở hàng tiền vệ thì Casemiro sẽ đá cặp cùng với Paulinho. Còn ở hàng hậu vệ, Thiago Silva cùng với Miranda sẽ là hai trung vệ. Còn bên phía hai cánh sẽ là Felipe Luis, người sẽ thay thế cho Marcelo bị chấn thương, và Fagner. Trong khung thành của Brazil vẫn là thủ thành Baker. Còn về phía đội tuyển Mexico thì tiền đạo cắm của họ vẫn là Javier Hernandez, mà chúng ta vẫn thường gọi là hạt đậu nhỏ, hay còn gọi là Chicharito, một cựu tiền đạo của câu lạc bộ Manchester United. Bên phía cánh phải là Carlos Vela, cánh trái sẽ là Lozano, và hàng tiền vệ ba người của họ gồm Guardado, Herrera và Layún. Trong khi đó ở bộ tứ hàng hậu vệ của họ có Moreno, Cesedo, Alvarez và Gallardo, còn thủ thành sẽ là Ochoa. Thưa quý vị, trong đội hình này thì chúng ta không thể không nhắc tới hai cái tên nổi bật nhất của họ bên phía đội tuyển Brazil, đó là Neymar với 88 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 56 bàn. Còn bên phía đội tuyển Mexico sẽ là Chicharito, hay còn gọi là Javier Hernandez, tiền đạo đã 104 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 50 bàn thắng. Tuy nhiên ở cái mùa giải năm nay thì trong khi Neymar vẫn có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỏa sáng, bởi hiện nay thì anh vẫn có một chút dấu hiệu về chấn thương, còn Chicharito thì vẫn đóng góp. Xét về thành tích của hai đội tuyển này tại các vòng chung kết World Cup thì chúng ta có thể thấy Brazil hoàn toàn vượt trội. Họ 21 lần tham dự các vòng chung kết và đã có 5 lần vô địch, thi đấu 107 trận, thắng 72 trận, hòa 18 và thua 17, ghi tới 226 bàn thắng và để thủng lưới 97 bàn. Tại vòng chung kết World Cup năm nay, ở bảng E thì họ đã hòa Thụy Sĩ 1 đều, thắng Costa Rica 2-0 và thắng Serbia 2-0, và họ đã lọt vào vòng 1/8 với vị thế là nhất bảng. Trong khi đó, thành tích của đội tuyển Mexico thì có vẻ như khiêm tốn hơn rất nhiều. Họ mới chỉ có 16 lần tham dự các vòng chung kết World Cup và đạt hạng 6 vào năm 1970. Họ thi đấu 56 trận, thắng 16, hòa 14 và thua tới 26. Tại bảng F năm nay thì họ đã thắng Hàn Quốc 2-1, thua Thụy Điển 0-3 và đặc biệt là trận thắng đội tuyển Đức với tỷ số 1-0. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ chấp của trận đấu này. Hiện nay chúng ta mới cập nhật thì Brazil chấp Mexico tới 1 trái 1 hòa, tức là nhà cái đánh giá rất cao đội tuyển Brazil ở giải đấu năm nay. Thưa quý vị, mặc dù đây được coi là một trận đấu được dự đoán sẽ rất đẹp mắt bởi lối chơi của các cầu thủ đến từ châu Mỹ, tuy nhiên tôi cho rằng gần đây thì cả hai đội tuyển này đã có những sự thay đổi nhất định. Về phía các cầu thủ Brazil thì họ dường như đã đá theo phong cách châu Âu hơn rất nhiều, họ phục vụ cái lối chơi tập thể hơn rất nhiều. Vẫn còn đó những nghệ sĩ như là Neymar, là Coutinho hay Willian, tuy nhiên thì họ sẵn sàng lùi sâu về phía sân nhà để phòng thủ, để phục vụ cho cái chiến thuật của đội tuyển. Và bên phía Mexico cũng vậy, giờ đây thì họ đang chơi theo một thiên hướng rất rõ rệt, đó là lối chơi phòng ngự phản công. Và trận đấu với đội tuyển Đức thì họ đã thành công với một chiến thuật như vậy, nhưng ở với đội tuyển Brazil thì rõ ràng là cái điều này là rất khó để phản công đội tuyển Brazil, là rất khó bởi vì hàng tiền vệ của Brazil lùi rất sâu phòng ngự cho nhau, hỗ trợ cho nhau rất tốt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu mà Brazil sẽ là đội chiếm ưu thế, và với tỷ lệ chấp một hòa như thế này thì tôi sẵn sàng chọn Brazil. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này. Tỷ lệ của chúng ta là 2/1/2. Đây là một tỷ lệ rất là dễ hiểu bởi vì là trong các trận đấu của hai đội tuyển này thì cả hai đều thi đấu một lối chơi khá là cống hiến. Tuy nhiên ở trong 5 lần đối đầu gần nhất thì cả hai đều có được 2 trận thắng và 1 trận hòa, rất là cân bằng, nhưng cái số bàn thắng là không nhiều. Và tôi cho rằng ở trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Brazil sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tôi sẽ chọn xỉu ở trận đấu này. Thưa quý vị, vừa rồi là dự đoán của chúng tôi cho trận cầu vòng 1/8 giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Mexico. Xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Giovanni Group, Beer Budweiser và bảo hiểm Bưu điện PTI. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
yên.